Chào toàn thể tất cả các bạn thân mến nhá. Đây là một cái ngôi nhà bếp cũ của mình, chính xác là đây là một cái căn nhà bếp cũ, nhưng mà hiện tại bây giờ là đã trở thành nhà kho của mình rồi. Thì gần như mình cũng chỉ để được những cái Đây này đồ các bạn này, chủ yếu là để rồi thóc lúa máy móc. Và ba cái đồ lung tung, nói chung là không giải quyết được một cái vấn đề gì các bạn ạ. Bừa bộn lắm. Hôm nay mình sẽ tận dụng không gian nhà bếp của mình để mình sẽ làm một dãy ô chuồng rúi để nuôi thử nghiệm. Và với diện tích như này thì trước mắt mình sẽ làm một dãy chuồng dài 5 mét và rộng 1 mét. Sau này nếu có thành công thì mình sẽ tiếp tục mở rộng sang bên cạnh. Đây là mình có mua hai cây sắt V3 và một cây hộp kẽm. Đây là cây hộp này là hộp 13 x 26. Bây giờ mình sẽ bắt đầu mình đi vào tiến hành. Mình sẽ hàn làm cái chân của chuồng rúi các bạn nhé. Mỗi cây sắt này là dài 6 mét, bây giờ mình sẽ cắt bớt đi 1 mét. Còn nhà bạn nào mà có không gian diện tích dài hơn thì các bạn nên để cả 6 mét mà làm nhé. Còn do không gian nhà kho mình ngắn nên mình chỉ làm 5 mét thôi. Do cái gạch của mình mua là mua chúng cái loại gạch 50-50. Vì vậy thì trước mắt mình sẽ làm một một dãy chuồng chuồng gọi là chuồng đôi 50 các bạn nhé. Đây. Đây là cái sắt mình vừa cắt xong và ghép tạm định hình. Bây giờ mình sẽ bắt đầu vào công việc hàn vào các bạn nhé. Hai cái tấn này đặt xuống đây nhằm mục đích để đến khi mình cho vào mình gắn keo, mình sẽ cho cái tấm này vào các bạn nhé. Mình sẽ thay thế bằng tấm này.
Các bạn có biết lý do vì sao đầu bên này thì mình lại hàn úp xuống này, đầu bên này mình lại hàn thanh sắt úp xuống, mà đầu bên kia thì mình lại hàn nó ngửa lên như này. Đầu bên kia thì mình lại hàn nó ngửa lên như cái thanh sắt bé này. Đấy, tức là mình phòng mà khi mình ghép ạ, ghép từ đầu bên kia sang đến bên này mà lỡ như ấy, mà nó bị quá hàn ra đến đây này, đến đây, nếu như mình hàn lên đến đây mà không may đến khi mình cho ra đến đây nó kích thì là mình sẽ không xử lý được. Nhưng nếu như ra đến đây mà vô tình nó có quá một chút như này thì ta vẫn cho nó dịch ra bên ngoài, cho nên là sẽ không vấn đề gì. Giờ mình sẽ tiếp tục nhé. Đấy là lý do vì sao đầu này đầu kia hàn thanh sắt V thì mình lại ngửa lên, mà đầu này mình lại hàn úp xuống. Toàn bộ số chân này mình sẽ cắt, mình cắt dài 15 cm để sau này cho những chiếc khay hay những chiếc thau xuống bên dưới hứng phân cho nó dễ thoải mái các bạn nhé. Ở giữa thì mình sẽ hàn một thanh ngang để nó định vị hai ba thanh sắt lại với nhau, tránh trường hợp các thanh sắt nó bị xê dịch, nó bị bung rộng ra gây cho không được chắc chắn lắm. Vậy là đã xong toàn bộ phần chân của chiếc chuồng dúi của mình. Và do đây là dùng bằng sắt V3 cho nên là mình
cũng vẫn phải sơn lại để phòng tránh sau này nó bị han rỉ các bạn ạ. Nếu mà bằng cái loại ống kẽm ấy thì chúng ta không cần phải sơn cũng được, nhưng do bằng sắt cho nên là nên sơn qua được thì là tốt hơn, còn nếu mà không có sơn được thì sắt này nó sẽ dễ bị han rỉ trong vài năm sử dụng. Đây là toàn bộ cái chân của cái chuồng rúi của mình. Thì đây là cái clip làm cái chân chân bệ của cái chuồng nuôi rúi. Thì các bạn xem video này nhớ like, share và nhớ bấm vào nút đăng ký để tiếp tục theo dõi cái tập tiếp theo của mình, sẽ tiếp tục lên khung chuồng rúi. Bây giờ mình cũng xin kết thúc video tại đây. Một lần nữa xin trân trọng cảm ơn tất cả quý vị và các bạn đã theo dõi clip của mình. Bye bye.